năm hả? Đây. Nước nào ta? Mà mới tới cả. 예전에 내가 여기 먹으러 간 적이 있었는데 우리한테 서비스를 주고 돈을 안 받으시더라고. 아, 그 아주머니? 어. 거기가 여기예요? 어. 아. 그래서 그때부터 내가 푸우 갈 때마다 한 번씩 들리긴 했었는데 근데 그렇다고 해도 딱 두 번 들렸을까? 근데 벌써 내가 최근에 방문한 게 한 1년이 넘었더라고. 오케이. 여기. 야, 동만. 계시나 모르겠다. không có chú hả? Sao không có chú? Chú không có. Anh ghé xin đấy. Ở đi ăn gì đâu, không biết đâu nè. Ủa, mình có chị chủ ở đây không? Chủ đi tắm biển rồi. À, tắm biển hả? Đây là anh là bạn cô chị đó. Thì anh ngồi đợi đi. Nhưng mà đi surfing hay là làm cái gì? Đi tắm biển thôi hả? Dạ, tắm biển với phơi nắng. Anh ngồi, anh ăn đi rồi em chạy đi, em kêu chị chủ. Ồ, em có thể chạy nhưng mà phải chạy 10 phút mới tới được. Ok. Em nói cái một anh làm YouTube người Hàn Quốc. Ok. 10 phút. Ok. Ok. Thế bên bộ chứ? Nó, đây có tôm mực. Hai hủ tiêu tôm mực. 여기 냄 능도 맛있어. 냄 능이야? 냄 능도 진짜. 다리 괜찮아? 이제 제가 다쳤어. 나도 다쳤어 여기. 나도 여기 다쳤어 아까. 아, 왜요? 아까 그 넘어졌어. 아닌가? 물에 넘어졌어. 이제 한국어 메뉴를 또 준비하셨네요 이렇게. 저번에 한국어 있으면. 저번에 메뉴 한국어 없었던 것 같은데. 국수 앤 비빔면. 국수 앤 비빔면? 이거 한국어로 누가 대신 써준 것 같기도 하고. 그러게 누가 도와주신 것 같은데. 그치? 틀린 게 없는데요? 방금 한국말 들렸어. 아, 한국 분들인가? 한국 분들이 오시네. 어, 많이 오시나 보다. 여행사. 오, 여행사에서 한국 분들을 데리고 오시나 봐. 짜지, 과. 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. 야, 과. 지금 뭐 지도? 이보이. 이보야. Em kéo rồi. Kéo rồi hả? Dạ. Để em nấu, để em nấu. Cấp lâu quá không gặp. Siêu mà đầu chụp nữa. Bên đây siêu mà quỳ tiêu siêu. Mấy gạch chị. Lâu quá thì đặt khỏe không anh? Em khỏe. Khỏe là được rồi. À, cảm ơn nha. Nhiều khách ở trên coi TV ghé. Vậy á? Ồ. À, ăn xong hỏi hỏi khách coi ở đâu, khách bảo là coi TV. Cái này để em nấu cho 6 người trước, em nấu cho anh nha. Dạ, yeah, không sao, không sao chị. Mấy cái? 13 đồng tiền. Lấy giá ra đi. Quý ơi, đâu làm trà ngoài đi Quý ơi. Mấy đứa nó nói có tiếng Anh Hàn Quốc tìm rồi, biết Anh tìm rồi. Hai. Con bé nó chạy em nó kêu là biết. Đúng Anh rồi. Tìm rồi. Không khách như này mà tại sao chị đi chơi hoài? À, không, cái giờ này là giờ không đông khách. Bắt đầu 17 giờ mới đông khách. Nhưng mà người Hàn Quốc thích không chị? Người ta ăn không chứ ta. Vậy à? Khách Hàn Quốc bên đây đặt ở đây nhiều lắm hả? Buổi sáng đặt nhiều lắm. Em thấy bây giờ chỉ có menu Hàn Quốc. Có menu tiếng Hàn. Tiếng Hàn là mình cũng bán cũng lâu, cũng nổi tiếng nên có tiếng Hàn luôn. Người ta coi menu tiếng Hàn mà khỏe lắm. Đi đi quên. Không đây nha Như. Em trộn đi, em trộn. Em trộn người ta. Mày kia, quên. Cho người ta trước đi. Bấm lộn rồi. Nó mới là mấy ngày. Ủa, 5 cái đặc biệt đúng không chứ? 2, 4. Cái bán hơi gì á? Ờ, bán hơi flake. Ủa, có ta. Hôm bữa này 근데 진짜 코이치 때문에 손님 엄청 많아졌대. 아, 그래요? 어, 그래서 한국어 메뉴판도 준비하시고. 한국 분들 엄청 좋아하시나 봐요.
여기 여행사에서 한국분들도 데리고 와서 먹는 거 보면 상님이 여쭤본데 이거 어디 보고 뭘 보고 여기 왔냐 라고 하면 다 포인트 보고 왔다. 어떻게 알고 오셨지? 주소 보셨어요? 남겨놨을걸? 나도 먹어. 아니 사람들 물어보면 다 나올걸? 남겨. 상님이 이렇게 바쁜데 어디 갔다 오신 거야? 그러니까 수영하러 다녀오시고 바다에서 수영하시고요? 아니 수영장 근데 6, 7시쯤에 손님이 많지 그전 시간에는 손님이 많이 없나봐. 브레이크 타임에 수영 한번 땡기고 오시고. 앞에 나왔다. Very fresh. 어이, 네, 네. 야, 야, 야. 지금 먹고 하. 야. 야, 한국 cũng nhiều lắm. Cái Hàn Quốc mình coi TV nhiều lắm, chắc hơn. Dạ, không có gì chị. Tại vì chị nấu ngon nên nhiều khách thôi. Nhưng mà cũng nhờ có anh quảng cáo thôi. 먹을 줄 알지? 처음 먹어 이거. 냄릉을 처음 먹는다고? 네. 아니 뭔 소리야? 베트남 사람. 아니에요 진짜. 성냥 멘트 아니야? 아니 풍업도 처음 먹고 비행기도 처음 타고 냄릉도 처음 먹고 다 처음이 어떻게? 저 봤는데 처음 먹어. 와 소스 맛있네. 소스 맛있지. 냄릉 소스? 그거 맛있어 맛있어. 땅콩 소스야 이거? 아 땅콩 소스. 아 맛있다. 잘 먹겠습니다. 어, 많이 먹어. 부탁드립니다. 여기 오시면 이 냄릉을 한번 꼭 시켜 드셔보셔야 돼. 무조건. 이게 또 색다른 맛이거든. 소스 진짜 맛있어. 여기 오면 이 후띠우 말고도 꼭 이걸 한번 시켜 드셔보시면 좋을 것 같아. 됐어요? 대표님 거? 어, 나 다 먹었어. 호연아, 이거 먹어봤어? 냄새? 네. 맛있지? 맛있어. 소스 맛있어. 이거 먹고 야시장 놀러 가자. 여기 야시장 바로 옆이야. 감사합니다. 아야, 맛있나요? 꺼지는? 아, 안 나도 좀 해서. 얼마예요? 얼마요? 네, 얼마예요? 라이야. 라바니띠. 아, 얼마요? 얼마예요? 진짜 얼마? 대학, 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 얼마요? 얼마예요? 얼마요? 이만 cái đó là khách hỏi chị. Đúng rồi, nhưng mà con bé này nó, chắc bữa nay nó biết viết tiếng Hàn giỏi nè. Ồ. Biết viết một số cái đơn giản như menu rồi là nó biết được. À, tên gì? Tên gì? Như. 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 Như ơi. Như. Chị nói là em biết tiếng Hàn mà. Không hả? Biết sơ sơ. Nhưng mà bạn chắc phải học tiếng Hàn Quốc nhiều. Tại vì ở đây có Hàn Quốc nhiều quá. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ không có gì. 4 giờ rưỡi đến 6 giờ là thời gian của chị. Chị đi biển. Một mình hay là với bạn trai? Đi một mình. Đi bộ. Đi bộ 4 cây, 5 cây rồi đi bơi. Đó. Cái này là công ty hả? Dạ công ty. Công ty hả? Dạ. Cảm ơn nha, lần nào xuống cũng ghé hết. Cảm ơn anh giống như là ủng hộ. Không có gì. Với lại em thấy khách á, người ta coi tivi nhiều lắm. Người ta coi cái kênh của anh nổi tiếng lắm. Nhưng mà chị không xem đúng không? Em có xem. Có mấy cái rồi em có coi. Không biết tiếng Hàn nhưng mà em sợ. Coi tivi xong rồi là thủ tiếng Mật Quốc hay là gì đó. Đúng rồi. Em vậy đó. À, xong rồi nó sẽ ra. Cảm ơn nhiều. Không có gì, không có gì. 이제 다 먹었으면 갈까? 네. 가자, 가자. 맛있나요? 네. 감사합니다. 아, em học được mấy từ vậy đó? Giảm mà giảm 10% luôn nha. Ờ đừng nhảm. Không, khách quen, cái này là rất là dễ thương luôn. Ok thì 20 đi. 감사합니다. 오케이. 감사합니다.